Kính thưa quý vị, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều ngày 7 tháng 11 tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu có đặt câu hỏi với các tư lệnh ngành về việc bảo vệ người dân trước tình trạng xâm hại trên không gian mạng đang ngày càng nghiêm trọng. Điển hình là vụ việc của Hoa hậu Ý Nhi thời gian qua. Nhóm tẩy chay Hoa hậu Ý Nhi trên Facebook từng vượt mốc 610.000 thành viên trong thời gian ngắn. Không chỉ tân Hoa hậu mà cả người nhà, thầy cô giáo của cô cũng bị một bộ phận cộng đồng mạng quá khích tấn công. Liên quan đến vấn nạn bắt nạt, bạo hành trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có cuộc trao đổi với luật sư Lê Doãn Tuấn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa luật sư, vào ngày 7 tháng 11 vừa qua tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn thì đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu có đặt vấn đề với các tư lệnh ngành về việc bảo vệ người dân trong những cái trường hợp bị bắt nạt xâm hại trên mạng xã hội, điển hình là vụ việc của Hoa hậu Ý Nhi trong thời gian vừa qua. Như chúng ta cũng đã biết thì Hoa hậu Ý Nhi vì những phát ngôn vạ miệng mà đã bị cộng đồng mạng quá khích tấn công. Sau đó thì cô không xuất hiện nữa và gần đây thì Hoa hậu Ý Nhi đã tuyên bố là rút lui khỏi showbiz và sang Úc du học. Thì luật sư có nhận định như thế nào về vấn nạn bắt nạt trên mạng xã hội trong thời gian gần đây ạ? Trước hết chúng ta phải hiểu thế nào là bắt nạt. Thì theo cái quy định, theo khái niệm của từ điển tiếng Việt thì bắt nạt là hành động mà đe dọa hoặc là dùng sức mạnh để người khác phải khiếp sợ. Còn nếu bắt nạt trên mạng thì có nghĩa là hành vi đe dọa hoặc cái sức ép người khác phải lo sợ trên không gian mạng hoặc các phương tiện điện tử, thì đó là khái niệm bắt nạt trên mạng. Đối với trường hợp mà báo chí lâu nay đưa tin cũng như câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp của Quốc hội thì để xác định rằng là đối với trường hợp mà Hoa hậu Ý Nhi khi phát biểu có những cái ý kiến quan điểm của cá nhân nhưng được chia sẻ trên cộng đồng mạng và các cộng đồng mạng, những thành viên của cộng đồng mạng hoặc những người tham gia thì đã có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới đối với danh dự, nhân phẩm, uy tín cũng như đời sống riêng tư của Hoa hậu Ý Nhi đó, thì cái hành động đó thì được xem hành động bắt nạt trên mạng. Và theo quy định của pháp luật thì đối những hành động đó được xem là hành vi vi phạm pháp luật, đang xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của Hoa hậu là người là nạn nhân trong các cuộc tấn công mạng mà báo chí đã đăng trong thời gian vừa qua. Những dấu hiệu để nhận biết một người đang bị bắt nạt trên mạng xã hội là như thế nào ạ? Theo cái dấu hiệu cũng như là cái cơ sở để nhận biết, đó là khi một sự việc hoặc hình ảnh hoặc một cái thông tin của một người nào đó được đăng trên mạng mà người khác vào bình phẩm, nhận xét hoặc có dấu hiệu chửi bới, đe dọa người đó, cá nhân đó trên không gian mạng thì được xem là hành vi bắt nạt hoặc hành vi tấn công trên mạng. Đối với những hành vi này có thể là trực tiếp xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người bị bắt nạt hoặc người thân của những người bị bắt nạt, hoặc những vấn đề xung quanh đến hình ảnh cũng như thông tin của người bị bắt nạt, và trong trường hợp này đó là Hoa hậu Ý Nhi. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về những chế tài dành cho những người có hành vi bắt nạt người khác trên mạng xã hội? Tùy theo cái tính chất, mức độ vi phạm của người tham gia bắt nạt trên mạng. Nếu trong trường hợp có dấu hiệu về hình sự thì người tham gia bắt nạt có thể bị xử lý theo quy định pháp luật hình sự. Cụ thể đối với những cái lời lẽ hoặc họ dùng cái lời lẽ chửi bới hoặc có hành vi đe dọa người trong cuộc mà cái hành vi đó có dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định pháp luật hình sự. Cụ thể có thể căn cứ theo điều 133 Bộ luật hình sự quy định về tội đe dọa giết người thì đối với hành vi này có thể bị xử phạt tù đến 3 năm. Hoặc nếu có dấu hiệu nó liên quan tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 Bộ luật hình sự về điểm E khoản 2 thì có thể sử dụng hệ thống thông tin mạng hoặc công nghệ thông tin khác để phạm tội thì có thể bị xử lý đến 2 năm tù. Hoặc có thể là áp dụng điều 331 quy định về quyền tự do ngôn luận, tự do để thực hiện hành vi phạm tội làm xâm phạm đến quyền nhân phẩm, danh dự, nhân phẩm của cá nhân khác thì có bị xử lý theo điều 331. Như vậy đối với hành vi tấn công trên mạng, tùy theo mức độ cái hành vi thực hiện phạm tội của những người tham gia có thể bị xử phạt hành chính hoặc nghiêm trọng có thể bị xử phạt hình sự theo quy định tại điều 133 là tội đe dọa giết người, điều 155 tội làm nhục người khác hoặc điều 331 tội lạm dụng quyền tự do ngôn luận để thực hành phạm tội. Đó là những chế tài, đó là những cái biện pháp mà người thực hiện hành vi bắt nạt trên mạng có thể
bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành. Theo luật sư thì cần phải bổ sung những quy định gì để việc xử lý những người vi phạm bắt nạt người khác trên mạng xã hội trở nên có hiệu quả hơn? Đối với cái hành vi hoặc khái niệm bắt nạt trên mạng, đây là một trong những vấn nạn hoặc là những vấn đề bức xúc trên trong xã hội, cũng như mà cụ thể là trên cái nền tảng mạng xã hội và các phương tiện điện tử. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà gây bức xúc cho dư luận và những người trong cuộc hoặc những người đã từng bị bắt nạt. Và đây là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải hoàn thiện các quy định pháp luật, bao gồm các cái quy định về việc ứng xử, cũng như là các quy định về xác định hành vi biểu hiện và mức độ đối với hành vi vi phạm của những người tham gia tấn công trên mạng hoặc bắt nạt trên mạng mà làm cho nạn nhân hoặc những người bị bắt nạt ảnh hưởng tới uy tín danh dự nhân phẩm, hoặc có những dấu hiệu có biểu hiện nó liên quan đến việc mà bị đe dọa thì bị xử lý, mang tính chất là ngoài răn đe mà mang tính chất là xử lý nghiêm minh những vấn đề này để tránh những trường hợp tương tự xảy ra hoặc những hệ lụy xã hội xảy ra đối với những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên. Và ngoài cái việc mà hoàn thiện pháp luật ra thì các cơ quan nhà nước cũng cần có những biện pháp mạnh mẽ và kết hợp giữa các ban ngành với nhau để có những cái chế tài hoặc có những cái biện pháp xử lý nghiêm minh hoặc kịp thời đối với những cái hành vi vi phạm pháp luật trên hệ thống công dân, trên cái không gian mạng mà lâu nay tạo ra một cái bức xúc cũng như là một cái vấn đề vấn nạn của xã hội cái thời điểm này. Thưa luật sư, khi có dấu hiệu bị bắt nạt thì người trong cuộc nên làm gì để được pháp luật bảo vệ ạ? Đối với những người trong cuộc, những người đang bị bắt nạt trên mạng xã hội cũng như là những cái quan điểm pháp luật khác hoặc những vấn đề khác đã xảy ra trong cuộc sống hàng ngày hoặc có thể trên không gian mạng xã hội, thì nạn nhân hoặc là người trong cuộc có thể làm đơn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Trong trường hợp này, đối với những người trong cuộc thì có thể làm đơn đề nghị giám đốc sở thông tin truyền thông ở địa phương yêu cầu xử lý hoặc là khóa những tài khoản liên quan đến cái vấn đề mà họ sử dụng để xâm phạm hoặc bắt nạt người khác trên mạng. Hoặc nếu trong trường hợp nguy hiểm hoặc trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì có thể làm đơn trình báo đến các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra hình sự hoặc yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật. Xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Đến đây thì thời lượng cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc.